Kết rồi mời cho mong mong trở lại cái channel của mình, và mình là Nã. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với Minecraft Survival, làm lại từ đầu. Thì chắc trong ngày đây mình cũng đã có nói là mình đã cài cái máy lại. Tại cái Win8 của mình nó mình chỉ xài thử thôi cho nên là nó hết hạn rồi. Còn Win7 thì mình mới có bản quyền. Rồi thì sau khi cài máy lại thì mình, do cái máy đó đó mình không có chương trình gì virus cho nên là một loạt cả ngàn đã mấy chục ngàn con nó nhập vô cái máy tính của mình. Cho nên là bây giờ mình sẽ không thể nào mà chơi được cái máy đó nữa đó. Chơi chút là nó lỗi, chơi chút là nó lỗi. Nên mình quyết định đó là chuyển nó xuống thành Win 7. Win 8 thì nó hơi khó xài, với lại nó có kiểu như là có đủ một số phần trong cái đó rồi. Nên là nếu như bạn nào xài mấy cái Win mà thấp hơn mình á, nhiều Win 7, Win P đó sẽ khó làm theo mình hơn. Tại kiểu như của mình nó có sẵn á, rồi các bạn không biết tên chương trình để đâu về, sẽ hơi bị khó tí. Cho nên là mình quyết định mình định chuyển xuống máy mình xuống Win 7 luôn. Rồi lúc mà quay nó tụt FPS. Lúc mà mình chưa quay 100 mấy 200, quay lên còn 20 mấy, không hiểu tại sao luôn. Việc đầu tiên trong Minecraft đó là đi kiếm gỗ, thì mình mong là cái quật này nó cũng sẽ may mắn như cái quật kia. Làm lại mà quật chỉ kiếm được cả chục viên diamond, thế mà mất hết. Thì chứ mình sẽ đợi cho cái này nó hết lá, kiểu như là mất hết lá. Bây giờ mình sẽ làm cái bàn chế tạo nè. Đặt đây cái này, xong rồi làm ra cái cúp nè. Đây có hang, hay quá. Chúng ta chỉ cần 17 cục thôi, hoặc là 25 cục. Thì hiện tại mình đang có dự định là sẽ làm một cái Minecraft, trong cái Minecraft Gravity á, là sẽ làm một cái máy bán hàng tự động. Thì cái máy này mình coi ở bên một anh nước ngoài, nhưng mà nhiều khi bạn nào không hiểu tiếng Anh á thì có thể qua channel của mình. Mình sẽ để cái link anh ấy ở dưới cái một cái video kia. Thế ví dụ như làm cái cách mình đúng không á thì các bạn có thể bấm qua xem. Chắc là sau tập này sẽ có mấy vụ vậy khó lắm á. Được 13 cục than rồi, đào cho nó hư luôn đó. 24 25. Shit. Ok. Không biết các bạn có nghe tiếng gì không? Mình sẽ chỉnh cái này xuống còn 50%. Cái này chỉnh cao cao lên tí. Mình sẽ để một tí nhạc để mỗi buổi sáng các bạn có thể nghe. Rồi, các bạn chế tạo ở đây.
Giờ chúng ta sẽ làm một bộ các dụng cụ cần thiết trong Minecraft để sinh tồn, cúp rìu xẻng các thứ, kiếm, một cây dâu lâu. Rồi 1 2 3 4 cho tập trứng nào. Mình nghe tiếng zombie á. Zombie đâu hết, sao mình nghe tiếng zombie to lắm mà đấy. Ôi kêu quá, đi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây? Chắc đi vào chỗ kia. Mình chịu lấy cái bạn phát kêu. Thôi đi xuống hang đi. Đi vô đây nè. Rồi chặn cái nước này lại nè. Thực ra thì mình cũng có định chơi với mob, nhưng mà không hiểu sao nó lag quá. Chắc tại do mình cài nhiều game. Oh shit. Đúng rồi, bắn nhau đi, bắn nhau đi. Monster Hunter bãi thật. Được một cái cung nhưng không có mũi tên. Are you kidding me? Yep. Thôi cắm nước vô. Oh shit, đập bớt đuôi nào đuôi quá. Chúng ta sẽ đi cái ngõ này, nhìn có vẻ như là hooray. Cây nó màu gì khóa lại. Lại nữa nè. Ôi ngon ấy. Có cả cái này luôn rồi. Chứ sẽ đập cái này đi. Cây đuốc. Đó rồi hả? Ít gì. Mình sẽ giết vài con gà để lấy thức ăn. Bây giờ mình đói lắm rồi. Gà ơi gà. Xong một con. Ô đập gì đâu chết luôn. Còn châu máu nữa. Mày nè. Mày nè. Mày nè. Chạy vòng vòng nè. Chúng ta được 5 miếng thịt thì mình sẽ làm 1-2 cái lò đặt xuống hot topic. Ô cái này nó sửa lại luôn rồi nè. Ngon ngon. Mình mới đào lại cái mới nha chứ không phải là cái cũ. Thịt nè. Sữa này luôn hết luôn á. Một miếng thịt dây về quán miếng thứ hai rồi ăn luôn. Trong này lúc mà mình ăn đầy á, cái thành máu của mình nó hồi cực kỳ lẹ luôn, hồi với tốc độ thánh luôn. Chứ nó không giống như kiểu 1.7, 1.8 là kiểu như là ăn vô xong rồi đầy, xong rồi từ từ lên.
Đâu để mình coi cái này nó hết, nó có gì khác biệt với cái này không? Hình như là cái thanh này sẽ mở ra. Hồi nãy mình cũng chưa kịp xem nữa. Mà mình nghĩ là không á, thì cái này nó bịt lại luôn rồi. Tuy nhiên là ông nếu là cũng chưa còn được cho lắm. Nó còn bị cái vết viền á. Nếu mà nó nhìn vô kỹ các bạn sẽ thấy. Xài từ 128 cho lên 512 đó thì mới được, mới thấy được. Không có. Fuck you. Rồi chúng ta sẽ đi xuống hang. Sắc kìa. Ngon. Cái hang này có vẻ sâu à. Mình lại nghe tiếng skeleton. Ây da, holy shit. Chết mày rồi. Đặt cái đũa ở đây. Và có hoa ở dưới này luôn rồi. Phải. Bây giờ mình sẽ đào hết tấm này đi. Kiếm thêm một tí thang nữa. To lắm chưa? Đối với mấy thằng ngày đầu như thế này thì to lắm rồi. Từ từ mấy stack rồi mới hết to. Lúc mà mấy stack rồi đó là coi như là nó kiểu như mấy stack là nó dư, nhưng mà mình làm về công trình đó đỏ nên là bê tông rồi mấy cái kiểu đó mấy đã đỏ rồi sắt đỏ kiếm máy stack của không đổi đâu kinh lắm, nên là mình kiếm hai stack xong mình để vô túi rồi hết xong phải đi đọc tiếp. Bây giờ mình có định cho một cái mod map vào cái vô số map đó nhá, mà nó lắc trời. Lúc mà mình quay vậy nè, bình thường nếu mà mình để không có lắc cỡ trăm mấy, còn khi mà có mod vô không quay á là nó có bốn mấy năm mấy à, xong mà quay lên nó còn mười mấy à bé, quá như vũ trường. Bây giờ mình rất là muốn cho map vô để mấy bạn xem, nhưng mà vì một lý do không gọi là lý do quá nhảm, đó là lag nên không thể nào tiếp được. Ok, và bây giờ trời đã tối mà mình còn đang đi lội sông lội nước gì nữa đây nè. Giờ lên được rồi. Chào mình đích tất. Thì cái này mình cũng sẽ làm theo như cái quật cũ thôi, cũng là build công trình đá đỏ, làm giống nhau một tí. Hết chưa? Hết rồi. Ok. Mãi mới làm xong. Trong này có gì không? Oh fuck. Chúng ta sẽ lấy cái này vậy. Nó bị lắc hay là do cái ông vẽ ông
ông để lệnh sang một bên, quá bá đạo luôn. Ngày hôm nay chúng ta kiếm được 23 bản sắt hả? Kêu các bạn chờ mình tí xíu. Mình cần con tí nổ mà. Mình không có bấm dừng video luôn á. Bấm mở lên còn cái là xong. Tập đầu chắc mình chỉ quay khoảng cỡ 20 phút thôi. Nãy giờ là hết mười mấy phút rồi đó. Thì nếu như các bạn thích thì hãy cho mình nhiều like lên, sẽ cho ra một video mới. Càng nhiều like thì cái số lượt ra video sẽ càng nhiều. Rồi bây giờ thì đối là ở đâu đây? The fuck? Are you kidding me, God? Hình như là phải đi qua đây. Mà đi xuống đây. Oh, kia rồi. Lên đây nè. Qua đây. Xong rồi vô đây. Lên đây. Ủa, zombie lắm thế. Hình như hồi nãy là mình ra ở đâu. Phục trên này nè. Đây nè. Cái mình đào. Shit, nó kẹt cái nút A. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm một nơi nào đó xây cái chùa thần thoại của chúng ta. Oh shit, lag kìa. Ôi dồi, nó lag. Ôi lag kìa. Oh my god. Fuck. Why? Shit, thật. Đồ của mình để ở đâu? Chạy theo hướng này nè. Chạy qua đây. Chạy đến đây. Mày chết đi. Chết đi. Chết đi, 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 chọn mãi mới chết. Ô, đây là đầu của mình đây. Holy shit. Tại sao cái rìu cái sẻng mình đâu hết rồi? Cái sẻng còn cái rìu đâu? Đừng nói là bay xuống sông rồi nhé. Holy. Đây. Ok. Vậy như là holy shit man. Holy shit, con thằng đang đứng canh mình nãy giờ. Yay, chúng ta đâu bị bắn chết lần nữa. Yay, thật là vi diệu quá. Yay. Holy fucking god. Ok, mình sẽ xây nhà ở trên cái đất này. Thì mình thấy đất này đồi núi chập trùng dễ xây lắm. Rất là dễ xây. Đúng rồi, cháy đi, cháy đi, cháy chết mày đi. Ow. Holy. Lại respawn nữa hả? Trốn nhau đấy à?
rút cuộc lối ra bên kia phải chỗ này. The fucking god. Đi chỗ ra chỗ nào đây? Holy shit man. Swimming rồi flashing chicken chân boosted boosted. Fuck, mình toàn bị bắn chết, lại bắn nữa. Tao đang đi lượm hoa lượm cỏ đó nha mày. Ok, một mình được, mình đào được 20 mấy quặng sắt, cho cái này xuống luôn. Có một mũi tên. Ok, mình sẽ kết thúc tập này ở đây. Nếu như thích thì các bạn đừng quên để lại một like trước khi tắt cái video này đi. Và những bạn nào mà chưa subscribe thì các bạn hãy ấn vào cái nút đăng ký ở bên dưới cho mình. Nếu bạn nào để tiếng Anh thì nó là chữ subscribe. Thì subscribe cũng có một phần để theo dõi xem là theo dõi những video mới nhất của mình. Ok, xin chào lại mọi người trong phần sau của Minecraft Survival 1.9. Chắc chúng ta sẽ có đủ một bộ giáp. Bye bye.